Xin chào các bạn. Tôi đang trời đang mưa gió vậy cả đấy. Và tôi đang trên đường đi lấy một con chăn, có thể nói là nó cùng họ với con chăn to nhất thế giới. Các bạn biết được là con gì không? Cùng đoán xem nhá. Biết được là con gì đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem đấy là con gì. Con chăn to nhất thế giới nha các bạn. Đây, nhìn đây. Đây. Ít. Rồi, phải bóc ra lên. Đây chính là chăn Yellow Anaconda. Nó cùng họ hàng với là con Green Anaconda, là con to nhất thế giới. Con này sẽ nhỏ hơn một tí nhưng mà cũng là cùng họ hàng gần với cả con Anaconda đấy. Các bạn đã từng xem cái phim, những cái phim mà chăn ăn thịt người, chăn khổng lồ các thứ, thì đó chính là con này. Không phải con này mà là họ hàng của nó. Thì trông rất là hợp hộ. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là con Yellow Anaconda, là một trong những con chăn to nhất thế giới. Các bạn cắn này. Em đùa, anh ấy đừng cắn em nữa. Ui, vừa cắn xong. Không đau lắm. Con này thì tính khí nó hơi thất thường, nên là thỉnh thoảng sẽ cắn như vậy. Đó là chuyện bình thường của những người nuôi chăn đấy các bạn. Đó là chuyện rất là bình thường. Bọn Anaconda này thì có đặc điểm rất là hay, đó chính là những cái con mà nó bơi rất là giỏi và nó thích ngâm mình xuống dưới nước. Cũng giống như con Green Anaconda, các bạn có thể thường gặp nó chúng ở dưới nước và các cái sông, những cái vùng sông mà nước chảy chậm ấy, và những cái đầm lầy. Nhưng mà là thích rất thích là mình dưới nước, mình hề máu này. Úi dồi ôi, đã xịt máu đây. Đây, các bạn có thể hiểu lý do được tại sao tôi để con dây ở đây, rất là hữu ích đó. Bọn này khi trưởng thành thì không to bằng con Green Anaconda, nhưng mà khi kích thước lúc mắt sai của nó không khoảng tầm 3m3 đến 4m4 gì đấy, cũng khá là to, cân nặng khoảng tầm mấy chục cân, cũng không rõ là bao nhiêu cân, tức là tầm 60 cân gì đấy. Nhưng mà bọn này khi mắt sai nó sẽ bé hơn con chăn đất và chăn gấm, nhưng mà vẫn là to và nó là thọ hàng gần của con Anaconda, con Green Anaconda. Bọn này thì thường được tìm thấy ở những cái vùng Nam Mỹ này, và Bắc Brazil này, và Bắc của Argentina và Bolivia nhiều vậy. Còn này thì thường tìm thấy là những cái vùng sông hồ này và những cái dòng sông có nước chảy nhẹ. Ủa, chỉ càng nhiều máu hơn rồi. Đó, cho nên khi chơi con này thì các bạn nên cẩn thận. Con này khi có giá về với Việt Nam là khoảng tầm, hình như là mình thấy như là 14 triệu thì phải. Đắt vãi cả, đắt luôn. Con này thôi mình nói luôn là thú tội luôn, là đây không phải con của mình chỉ là mượn để làm clip vui vui thôi. Chứ mình đã mất tiền mà chơi con này, đắt vãi. Thức ăn của bọn này và tự nhiên ấy là cá này, rùa này, cá sấu nhỏ này, trứng chim này, và các con gặm nhấm này, nói chung là đủ các thể loại, nó vừa mồm nó ăn hết. Con này thiên địch của nó thì có rất là ít, nói chung là khi nó còn sai nhỏ thì những con cá sấu hoặc những con chăn to khác nó sẽ săn để ăn nó thôi, còn bình thường thiên địch của nó rất là ít. Đây các bạn nhìn thấy con chăn này thì nó đấy là sao gọi là yellow, con này cũng lên màu xanh mà, nhìn xanh rõ và thế đấy, xanh rêu đẹp đấy.
và mình sẽ cho bạn xem luôn. Đây là một thêm một con nữa. Đây, xin giới thiệu các bạn. Ui dồi ôi, mẹ nó bây giờ một cắn không. Đây là một con này là con chân gấm, là con dài nhất thế giới. Còn con này là con chân anaconda, là con nặng nhất thế giới. Hai con đều là hai con nhất thế giới cả. Về sau này thôi, còn bây giờ nó còn bé lắm. Đây, đây là anaconda. Còn đây là chân gấm. Một con này là dài nhất thế giới nha. Còn con này thì là nặng nhất thế giới. Nhưng mà kiểm soát hai con chân một lúc thì hơi mệt, không cầm nữa. Các bạn có thể thấy là nếu mà khi set up chuồng nuôi ấy, thì các bạn nên lót ẩn này, ví dụ như là mùn dừa này trộn với cả dớn này, xong rồi xịt ẩn này. Và nhớ là cho nó một cái chậu nước to nhé. Bọn này thì sống theo kiểu set up theo kiểu bán cạn, có nghĩa là bên chậu nước rất là to, bởi bọn này cực kỳ thích ngâm mình trong nước luôn. Các bạn có thể nhìn thấy vừa nãy lúc mình bắt ra là nó lúc ấy nó cũng đang ngâm mình trong nước, cho nên là nhớ set up, lúc set up thì nên cho một cái bát nước thật là to để cho nó có thể ngâm mình trong đấy nha. Thực ra con này cũng không có gì nói ngoài việc là nó to và nó đắt và nó là hàng ngoại thôi, cho nên là bạn nào mà muốn nuôi con này thì cũng nên cân nhắc. Mặc dù kích thước của nó không to được như là chân gấm hay là chân đất, nhưng mà bọn này thì tính khí nó hơi thất thường đấy. Vừa các bạn có thể vừa thấy mình cầm nó lên thế rất bình thường, nhưng lúc sau ấy cắn phát chảy bé máu rồi, để nó hứng lên nó sẽ cắn thôi. Cho nên là khi mà nó bị cắn thì các bạn cũng đừng có lo lắng, cả chỉ cần sát trùng các thứ thôi, không phải lo không chết được đâu. Nếu mà chết thì chắc sau clip này mình không làm một clip nào nữa nha. Ok, bây giờ thì mình chỉ rồi làm một cái ngắn giới thiệu về con anaconda cho các bạn biết thôi. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn có muốn hỏi về con gì hay là cái gì, comment bên dưới với mình. À, đừng có giục mình làm clip nha, mình mệt lắm, bởi vì mình đi làm rất là nhiều, không có thời gian làm clip, không rảnh rỗi kiểu như là mấy cái bọn khác kiểu ngày đéo nào cũng làm clip. Thì mình chịu, không thể làm được. Các bạn mong các bạn thông cảm và ủng hộ với mình nha. Và thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của mình nha. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu về những cái con mới lạ và hay ho hơn nữa để có thể giới thiệu các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.